Chữ cái cho bé. Bài 1. A Hoa, A Thường. Các con sẽ cùng với công chúa Elsa học chữ A. A Hoa, A Thường. A, A. Ba, ba. A, A. Bà, bà. A, A. Ca, ca. A, A. Na, na. Chúng ta cùng tổng kết. Ba, bà, ca, na. Ba, bà, ca, na. Chữ viết. Ba, bà, ca, na. Ba, bà, ca, na. Vậy là các con đã học được chữ A trong từ ba, bà, ca, na. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Chữ cái cho bé. Bài 2. Bờ hoa, bờ thường. Cùng công chúa Elsa học chữ bờ nào các con. Bờ hoa, bờ thường. Bờ, bờ. Bé, bé. Bờ, bờ. Bi, bi. Bờ, bờ. Bí, bí. Bờ, bờ. Bố, bố. Chúng ta cùng tổng kết. Chữ bờ trong hình ảnh và chữ bé, bi, bí, bố. Bé, bi, bí, bố. Chữ viết như sau. Bé, bi, bí, bố. Bé, bi, bí, bố. Vậy là chúng ta vừa học được xong chữ bờ cùng công chúa Elsa trong các từ bé, bi, bí, bố. Mời các con chuyển sang bài thứ 3. Chữ cái cho bé. Bài 3. Cờ hoa, cờ thường. Công chúa Elsa rất là vui khi các con học chăm chỉ. Chữ cờ hoa, cờ thường. Cờ, cờ. Trong từ cá, cá. Cờ, cờ. Cò, cò. Cờ, cờ. Cô, cô. Cờ, cờ. Cú, cú. Chúng ta cùng ôn tập bằng hình ảnh chữ cờ nhé. Cá, cò, cô, cú. Cá, cò, cô, cú. Chữ nào? Cá, cò, cô, cú. Cá, cò, cô, cú. Các con tự đọc được không? Một lần nữa nào. Cá, cò, cô, cú. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài thứ 4. Chữ cái cho bé. Bài 4. Giờ hoa, giờ thường. Công chúa Elsa rất khâm phục các con vì chúng ta học liền 4 bài cùng một lúc nhé. Giờ hoa, giờ thường. Giờ, giờ. Dê, dê. Giờ, giờ. Con gì đây nào? À, con dế.
dế, dế. Dờ, dờ, dưa, dưa. Dờ, dờ, dâu, dâu. Chúng ta cùng ôn tập nhé. Dê, dế, dưa, dâu. Dê, dế, dưa, dâu. Được viết như thế nào nào? Dê, dế, dưa, dâu. Dê, dế, dưa, dâu. Vậy là chúng ta đã học xong 4 bài cùng công chúa Elsa. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng với công chúa Elsa học ở các bài tiếp theo nhé. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại.